Quất hồng bì đi, cả nhà mình ơi. Cả nhà biết làm sao em lấy này, em rửa sạch, em phơi khô, bắt đầu em nặn hột ở bên trong ra không? Cho vào trong một cái giá. Đây là lớp thứ hai. Làm cái này là phải chịu khó, kiên trì. Lấy con dao bắt đầu cứa, làm dấu nhân, xong bắt đầu nhẹ, bóp nhẹ một cái cho nó loại cái hột lên nhá. Xong bắt đầu lôi nó ra. Đừng có bóp mạnh là nó ra hết nước, mới là nó ra hết ruột nha. Đấy, trước khi làm là phải rửa sạch sẽ cái quả này, xong bắt đầu để ráo nước đã. Xong bắt đầu mới làm. Ướp đường. Ướp đường phèn. 7 cân quất hồng bì Trung Quốc. Ôi giời, mẹ thế mà ngồi tẩy hột đấy, tẩy hàng bao nhiêu lâu ấy, kinh. Công nhận nám này nó nhiều công. Cái rổ sâu này mà rổ rưỡi quất hồng bì nha. Thế mà được có cần đây. Cái này là phải cho vào trong tủ lạnh, ướp đã. Cho vào trong tủ lạnh, qua bên như nó ra nước. Cho vào trong tủ mát 2 tiếng được rồi. Cháo là phải rửa sạch dầu mỡ nha. Đấy. Đun như khi nào nó queo lại với nhau thôi. Đảo là phải đảo luôn tay đều tay nha. Cho khi nào cái nước đường nó chảy ra xong bắt đầu nó queo lại với nhau nha. Quên nhớ bỏ củ gừng. Gừng thì không cần băm đâu. Rửa sạch để cả vỏ nha. Cho vào nấu cùng. Nấu khi nào nó queo lại với nhau xong bắt đầu là nó khô cháo nó được. Nhớ khi đảo nó đảo nhẹ tay nha. Không thì nó vỡ quả quất hồng bì đấy. Sôi đây để nửa tiếng. Vặn nhỏ lửa. Để nửa tiếng nha, đừng ngủ phun nha. Ú phun là nó hấp hơi là cái nước nó chảy xuống. Đây là cái bọt của nó này. Thơm mùi gừng. Gần cạn rồi đấy. Khi mà nó gần cạn nha là đun nhỏ nhỏ lửa nha. Không là nó có chất đường là nó bị cháy đấy. Thôi thế thôi. Em đun dần dần thế thôi. Không có thời gian đấy mà làm cho nó khô được. Ở vì còn phải cho con thứ hai đi học. Cho ra cái bát cho nó nguội. Để cho nó nguội đã. Đôi lúc mình làm nó hãng còn sót một vài hạt nha. Cho nên là lúc mình nấu là mình phải bỏ nó ra. Trong khi cái thời gian để nguội, em lấy một ít dùng. Cái này em chờ nó nguội, em bắt đầu em mới đổ mật ong vào. Ong quá nên cho mật ong không được. Mật ong thì em không có tiền nên em mua con loại rẻ trên mạng thôi. Uống cái này là phải có đá. Đấy, đá. Cái này cho vào trong tủ mát, dùng dần. Giờ cho vào hũ thôi. Bây giờ nó bắt đầu là cho vào trong hộp. Xong bắt đầu để trong ăn mát tủ lạnh. Khi nào uống thì bắt đầu là cứ thế là xúc ra xong bắt đầu cho nước sôi âm ấm này cho cục đá vào thôi cả nhà mình ạ. Và vì em giờ phải bận đưa con thứ hai đi học thêm cho nên là không có thời gian để đun cho nó cạn thêm một chút nữa cho nó xém lại một ít nữa thì nó ngon. Cái này cũng trị ho rất tốt đấy cả nhà mình ạ. Nếu mà ho đờm hay là kiểu ho khan cổ đấy xong là bắt đầu là mình cứ múc một thìa xong bắt đầu mình hòa mình uống như vừa giờ em hòa đấy. Đây là cốc nước chanh hồng bì của em nha. Để được lâu thì màu nó đậm. Nhưng mà đây em mới làm nên là màu nó chưa được đậm. Ho 2-3 ngày gần chết. Mẹ làm này uống xem ạ. Có đỡ ho không? Nhiều nước hãng sót 1-2 hồ. Nếu mà để được lâu thì màu nó đẹp. Đấy, ngon chưa? Đấy, đậy vào xong rồi đến khi lúc đi gặt xong bắt đầu hòa nước uống cho sướng. Vàng đẹp chưa? Uống vào cái là thông cổ họng luôn. Cái nọ này là lúc nãy chứa mật ong nên là không đựng hết, em lại cho tiếp vào cái lọ này. Thế là xong 2 hũ. Thế là xong đây, bây giờ mới cho con Danh đi học thêm. Để bên ngoài thôi, không để trong tủ mát nữa, để bên ngoài.